Ngày hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace, công ty sách Alpha Books và Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm Sứ Đông Dương Hồi ký của Pondomo và ra mắt Alpha và Omega, cộng đồng đọc sách tinh hoa. Với Sứ Đông Dương, đây là một tác phẩm đáng đọc vì tiếp cận lịch sử trên phương diện góc nhìn của người trong cuộc thuộc về bên kia. Cuốn sách không hề dễ đọc vì nó bắt người đọc phải chấp nhận cách nhìn đa chiều với các sự kiện lịch sử. Còn cộng đồng đọc sách tinh hoa sẽ là tổ chức nhóm lần đầu tiên được thành lập hướng đến xây dựng văn hóa đọc trong đời sống hiện đại. Trước khi được ra mắt độc giả tại sự kiện tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp, cuốn sách này đã được giới thiệu trên mạng và được đông đảo công chúng đón chờ, một sự háo hức ít khi dành cho một ấn phẩm có nội dung lịch sử. Cuốn sách này đặc biệt ở chỗ, tác giả của nó là Paul Dume, một người Pháp và là toàn quyền ở Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1902 và sau này trở thành Tổng thống Pháp từ năm 1931 cho đến khi bị ám sát vào ngày 7 tháng 5 năm 1932. Paul Dume không chỉ là một nhà cai trị, ông còn là một học giả, một chính trị gia đầy tham vọng. Tác phẩm viết dưới dạng hồi ký mang tính chất chủ quan. Khi nói về vấn đề lịch sử thì những người làm lịch sử người ta hay nói rằng có một cái lịch sử thực tế, nó gọi là histoire réalité, và một lịch sử nữa là lịch sử nhận thức, gọi là histoire conscience. Thế thì cái một người viết về sử, người ta phải nhìn cái histoire réalité, nhưng khi người ta viết ra cái quyển sử đó chính là cái histoire conscience, nghĩa là người ta đã lịch sử đã qua cái lăng kính của người ta rồi. Nếu mình đọc cái quyển sách này, mình đồng ý với tác giả chỗ nào và không đồng ý tác giả chỗ nào, đấy là quyền của mình. Khi Paul Newman nói về đất nước của Việt Nam, ít nhất là về xứ Đông Dương chẳng hạn, thì là hơn một thế kỷ trước. Đấy là điều mà bây giờ chúng ta rất khó có những tài liệu nào để biết về giai đoạn như vậy. Cho nên đó là lý do mà tôi rất mong muốn là xuất bản cuốn sách này mang lại cho Việt Nam, mang lại cho độc giả Việt Nam hiểu thêm về quá khứ, lịch sử, con người, dân tộc chúng ta. Tại sự kiện này, Alpha và Omega, cộng đồng đọc sách tinh hoa cũng được ra mắt. Với những di tích lịch sử, chúng tôi còn mong muốn nhiều hơn những tri thức cấp cao hiện đại của thế giới cho người Việt Nam mà được xuất bản một cách có hệ thống hơn, chất lượng hơn, hay ho hơn. Đó là lý do mà chúng tôi mới hình thành ra một cộng đồng Omega như vậy. Với mong muốn làm gì? Là làm thế nào để tạo ra được một cộng đồng, một cái môi trường để cho những dịch giả, những độc giả có thể tương tác được với nhà xuất bản nó gần gũi hơn, chặt hơn. Với tiêu chí hợp tác trí tuệ, cộng đồng Omega hứa hẹn sẽ xây dựng được một văn hóa đọc chất lượng với những tác phẩm tinh hoa và mở rộng thành viên trên toàn quốc.